Quý vị đang tự hỏi làm thế nào để bảo vệ bản thân và gia đình trong đại dịch. COVID-19 là một bệnh truyền nhiễm. Việc bận tâm về cách giữ an toàn cho bản thân, gia đình và cộng đồng của quý vị là một chuyện bình thường. May mắn thay, chích ngừa và chích liều tăng cường chống COVID-19 là một trong những phương cách phòng chống hữu hiệu nhất để bảo vệ cộng đồng. Chích ngừa COVID-19 có thể làm giảm tối đa nguy cơ nhập viện hoặc tử vong vì bệnh dịch. Chích ngừa phòng COVID-19 cũng hữu ích khi quý vị nhiễm bệnh, vì quý vị giảm nguy cơ lây nhiễm cho những người xung quanh. Tất cả mọi người từ 5 tuổi trở lên có thể chích ngừa COVID-19. Người lớn còn có thể được chích mũi tăng cường nếu đã qua 5 tháng kể từ khi được chích đủ 2 mũi Pfizer hay Moderna, hoặc đã 2 tháng từ khi chích một mũi J&J. Ngay cả nếu quý vị đã từng bị nhiễm COVID-19, việc chích ngừa chống COVID-19 vẫn được khuyến khích. Quý vị có thể chích ngừa tại tiệm thuốc Tây hoặc văn phòng bác sĩ gần nhà. Chích ngừa COVID-19 miễn phí an toàn. Để tìm hiểu thêm, xin bấm vào vietcovid.org. Hãy mau chủng ngừa và chích liều tăng cường ngay!